Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Quốc tế 2022 chính thức được khởi động. Đây là cuộc thi tôn vinh nét đẹp khát vọng bản lĩnh của nữ doanh nhân Việt Nam. Cuộc thi là cơ hội để các nữ doanh nhân được trải nghiệm các chương trình huấn luyện, đào tạo kỹ năng mềm, giúp họ tự tin bản lĩnh trong việc kết nối với bạn bè doanh nhân trong nước và quốc tế. Đây còn là cuộc thi nhằm quảng bá văn hóa con người Việt Nam tại các tỉnh thành phố, đặc biệt là Phú Yên, đồng thời tìm kiếm gương mặt sẵn sàng trở thành đối tác của các thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức cũng tìm ra gương mặt đại sứ cộng đồng trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm mạnh thường quân tham gia vào các hoạt động từ thiện, công tác xã hội. Thời gian tuyển sinh sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 8. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 25 tháng 9 năm 2022 tại Tuyên Hòa, Phú Yên. Đơn vị tổ chức là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại giải trí truyền thông Nhung Trần. Đơn vị thực hiện là Viet Mission.